Đây là một tiết học lịch sử của lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Vũ Quang. Thay vì mô típ kiểm tra bài cũ đầu giờ, giờ học được bắt đầu với những câu đố vui và hoạt động nhóm, mang đến không khí sôi nổi, lôi cuốn học sinh tham gia. Các số liệu sự kiện lịch sử vốn khô khan, khó nhớ cũng được giáo viên sâu chuỗi liên hệ với thực tế, giúp các em cảm thấy gần gũi và dễ tiếp thu hơn. Mở đầu bài hay ta hay hỏi là hỏi bài cũ. Nhưng mà bây giờ thì với cái chương trình mới, chúng ta có thể sử dụng các cái trò chơi để tạo một cái không khí học tập đầu giờ để thu hút học sinh. Đó. Rồi là tiếp cận các cái mô hình như là phần mềm Canva để chúng ta thiết kế các cái sơ đồ tư duy. Để một bài dạy mà chúng ta thiết kế thành một cái sơ đồ tư duy để khái quát lại cái phần kiến thức bài học thì vừa sinh động lại vừa hiệu quả và hấp dẫn. Để gọi là học sinh tiếp cận kiến thức một cách là nhẹ nhàng nhưng mà hiệu quả hơn. Em cảm thấy là những giờ học lịch sử của chúng em thú vị và có nhiều thay đổi hơn. Từ đó bồi đắp nên cho em được tình yêu nước to lớn và cho em cảm thấy được niềm tự hào dân tộc. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nội dung môn lịch sử được xây dựng theo hướng mở, thời lượng vừa phải, không nhiều kiến thức số liệu như chương trình cũ và tăng các hình ảnh tư liệu. Thay vì phương pháp truyền thụ kiến thức một chiều, giờ đây giáo viên đóng vai trò gợi mở, định hướng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác nguồn tư liệu minh họa phong phú, qua đó giúp học sinh phát huy tính sáng tạo, chủ động, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình. Qua những cái tiết học mà có vận dụng các cái phương pháp và kỹ thuật dạy học mới thì học sinh rất là hồ hởi và hứng khởi trong cả cái tiết học và các em cảm thấy yêu thích bộ môn lịch sử hơn. Để giáo dục truyền thống khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho học sinh, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tập trung truyền thụ các kiến thức lịch sử thông qua nhiều hoạt động thiết thực bổ ích ngoài giờ lên lớp. Từ những chuyến hành trình về địa chỉ đỏ đến các hoạt động ngoại khóa giáo dục lịch sử địa phương hay các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử dân tộc, các danh nhân, anh hùng dân tộc đều thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Năm học vừa qua thì ngoài những tiết học lịch sử thì em đã được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham quan tìm về địa chỉ đỏ như khu mộ Trần Phú, khu di tích Hải Thượng Lãn Ông và khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Sau khi tham gia những cái hoạt động này thì em đã có thể phát triển bản thân, tự tin và tìm hiểu sâu hơn về lịch sử nước nhà. Đối với huyện Nước Sơn thì tất cả các cái khu di tích lịch sử cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia thì đều được các nhà trường là thường xuyên tổ chức cho các em trải nghiệm, tham quan, học tập, tưởng niệm và tạo ra một cái không khí học tập rất là sinh động thiết thực. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phát huy những cái kinh nghiệm, những cái giải pháp đã làm để rồi tập trung chỉ đạo các nhà trường, giáo viên bộ môn tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học. Với sự tích cực đổi mới của các nhà trường, môn lịch sử được triển khai theo đúng tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những bài học lịch sử đã trở nên hấp dẫn hơn, khơi dậy niềm yêu thích cho các em học sinh, từ đó bồi đắp và nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của đất nước, quê hương.